Chiều ngày 11 tháng 5, trên sân bóng đá Trân Trọng, Đảng ủy phường Thanh Hà tổ chức trận đấu chung kết và bế mạc giải bóng đá đảng viên phường Thanh Hà lần thứ nhất năm 2022. Giải đấu diễn ra từ ngày 29 tháng 4 với sự tham gia của 6 đội bóng là đảng viên đến từ 12 chi bộ trên địa bàn phường. Sau các trận đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, trận chung kết phân hạng giải nhất nhì diễn ra đầy hấp dẫn và kịch tính. Hai đội bóng của khu phố Trảng Sỏi và Thanh Chiếm đã có cuộc so tài phân hạng nhất nhì. Sau khi trải qua các hiệp đấu vẫn không phân thắng bại, hai đội đã cùng thực hiện loạt đá luân lưu. Kết quả khối Thanh Chiếm đã đoạt giải nhất, giải nhì thuộc về đội bóng khối Trảng Sỏi. Trước đó trong trận phân hạng 3, khối Bầu Súng đã đoạt giải và khối An Bang được ban tổ chức trao giải phong cách. Giải bóng đá đảng viên lần đầu tiên được Đảng ủy phường Thanh Hà tổ chức đã thu hút sự tham gia cổ vũ nhiệt tình, sôi nổi của đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân, tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho đảng viên rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe và đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao tại địa phương. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhân dịp chào mừng kỷ niệm 47 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, quốc tế lao động 1 tháng 5 và đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5.